Vâng, và với sự góp mặt của những chàng rể của trường mầm non thị trấn Đồi Ngô số 1, ngay sau đây sẽ có một món quà rất là đặc biệt và ý nghĩa mà đồng chí Duy Định, chồng của cô giáo Khánh Ngọc muốn gửi tặng cho tất cả các cán bộ giáo viên của trường mầm non thị trấn Đồi Ngô số 1. Oh, God.